Tiếng còi chung cuộc của trọng tài Facundo Tello trên sân Antomama vang lên. Cristiano Ronaldo đã rơi nước mắt khi bước vào trong đường hầm. Một trong những vận động viên thể thao vĩ đại nhất lịch sử đã không thể kìm nén cảm xúc khi World Cup 2022 đã khép lại trong nỗi thất vọng với cá nhân anh và đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra vào tháng 2 năm 2016, Cristiano Ronaldo nói: "Tôi nghĩ giải đấu tại Qatar sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi." 6 năm trôi qua từ thời điểm CR7 đưa ra chia sẻ đó, không rõ anh có mong muốn thay đổi suy nghĩ của mình hay không. Tuy nhiên, thời gian dường như không còn chờ đợi chân sút 37 tuổi nữa. Cả sự nghiệp chói lọi vinh quang mà cái kết quá cay đắng. Có người nói, sao không biết đủ mà dừng lại? Có người lại nói, nếu dừng lại thì đã không phải là Ronaldo. Âu thì chỉ có anh mới biết rõ là mình cảm thấy thế nào. Ronaldo đã khóc và bỏ ngay vào đường hầm. Chẳng có gì để mà gọi là trốn chạy nữa. Nhưng giọt nước mắt ấy từ năm 2004, hôm nay mới lại buồn đến vậy. Nếu 18 năm trước, đó là sự tức tưởi của một gã trai mới lớn mang theo sự tiếc nuối của một thất bại tập thể thiếu may mắn, thì hôm nay đó là những giọt nước mắt mặn chát, xót xa, không chỉ của Bồ Đào Nha mà còn là của cá nhân anh. Sự thất bại, sự bất toại nguyện, sự bẽ bàng, sự lỡ làng, giang dở, kéo từ câu lạc bộ sang đội tuyển quốc gia. Chấp nhận quy luật tự nhiên và khép lại một đời cầu thủ lẫy lừng trong vết gợn và tiếng thở dài lớn nhất lịch sử, hay cháy cùng kiệt mới thiếp đi và trôi vào vũ trụ. Bóng đá là cuộc đời, tấn bi kịch sống thế kỷ 21 gọi tên Ronaldo vào những năm cuối cùng của sự nghiệp. Nó để lại một sự cảm hoài lớn lao đến mênh mang nơi lòng người hâm mộ và fan trung lập. Những ánh mắt rượu vời, trống không của Ronaldo đang nhòe đi. World Cup 2022, đấu trường cao nhất và cuối cùng, hẳn là anh đã muốn và đã sẵn sàng để cháy đến cùng kiệt, đến có thể chết ngay trên sân. Nhưng nếu ngày trước, thậm chí chỉ là một năm trước, càng áp lực anh càng bật lên mạnh mẽ, thì giờ đây, áp lực và cả những lùm xùm ngoài sân cỏ đã làm đôi chân và cái đầu anh càng cứng. Anh càng cứng, hụt hơi từ đầu mùa tại Man United. Sang tới World Cup 2022, ở lượt trận tứ kết, Bồ Đào Nha có một trận đấu bế tắc, thiếu nhịp và thiếu cả nhiệt nhất dài. Chính vì thế, Maroc đã tiễn họ về nước. Khép lại một thiên hùng ca gần hai thập kỷ mang tên Cristiano Ronaldo. Một tiểu thuyết và một bộ phim là thứ Ronaldo sẽ được hậu thế ghi nhận và chia sẻ. Anh là nguyên mẫu điển hình của khát vọng chinh phục, khát vọng vươn đến sự hoàn hảo. Nhưng anh cũng là một minh chứng nữa cho thấy sự hữu hạn của con người trước quy luật, dòng chảy tự nhiên. Giới hạn chỉ là giới hạn cho đến khi nó được phá bỏ, vượt qua. Hôm nay CR7 thất bại, nhưng sẽ lại có CR7 khác trong tương lai muốn làm điều tương tự. Và đó là cách thế giới này tiến hóa, tiến lên. Do đó, bi kịch của Ronaldo năm 2022 nhìn một cách tích cực, đó như là một điển tích cho khát vọng mang bản chất con người. Nhìn vào Ronaldo, ít hay nhiều, ta sẽ thấy chính ta. Hoặc vẫn đang nỗ lực để vươn lên mỗi ngày, dù mệt mỏi, khó khăn, hoặc an phận, chấp nhận để tìm kiếm bình yên, có khi là giả tạo. Vì bình yên thực sự là trong tâm. Hoặc đã thực sự thấy đủ, đã có đủ, giờ chỉ tập trung quay về bên trong mình. Cảm ơn Ronaldo, anh đã mang đến cho thế giới, không chỉ bóng đá, mà còn là cả cuộc đời.